Xin chào tất cả bạn đã xem chương trình review công trình xanh của AI Architect Interior. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá trải nghiệm về một khách sạn 5 sao được công ty kiến trúc nội thất Võ Hữu Linh thiết kế tháng 6 năm 2023, do công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoàng Đạt làm chủ đầu tư. Công trình có tên là Sky Farm Hotel. Sở dĩ nó có tên gọi như trên thì đều đầu tiên các bạn nhìn thấy sự đặc biệt của công trình là nó được phủ xanh toàn bộ mặt tiền như một thân cây cổ thụ trong một khu rừng nhiệt đới công trình tọa lạc trên đường trần hương đạo gần hồ điều hòa của trung tâm thành phố quy nhơn nơi quê hương của anh hùng áo vải quang trung với hình khối hiện đại kết hợp nhiều cây xanh che phủ mặt tiền rất phù hợp với vùng khí hậu của vùng nhiệt đới đường nét của kiến trúc mềm mại và tinh tế kết hợp với các yếu tố thiên nhiên như cây xanh các khu vườn treo baby lon trên cao cùng các không gian mở mang lại sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên các khoảng ban công lô ra được lấp đầy những mảng cây màu xanh làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn như đắm chìm vào một khu rừng nhiệt đới. Các nguyên liệu và chất liệu sử dụng cao cấp kết hợp các yếu tố địa phương sẽ tạo ra một không gian thoải mái, gần gũi với thiên nhiên và mang lại cảm giác sảng khoái cho khách hàng. Lối vào khách sạn và khu vực sảnh chờ được thiết kế với một khoảng thông tầng rộng lớn, với một chiếc đèn trùng pha lê cao ngút làm cho chúng ta cảm thấy nhỏ bé trước một khoảng không gian rộng lớn của đại sảnh. Dẫn lên các tầng trên là một cầu thang bộ trắng lệ đặt trước sảnh được sử dụng đá cẩm thạch. Nhà hàng và khu ẩm thực gồm một nhà hàng cao cấp và một nhà hàng tự chọn, khách hàng có thể tận hưởng các món ăn ngon từ đa dạng các món ăn quốc tế và địa phương. Các khu vực không gian công cộng rộng rãi và thoải mái như sảnh đón tiếp với không gian mở, không gian ngồi và tiếp khách sang trọng và khu lễ tân lounge với góc nhìn rộng toàn cảnh. Những không gian này sẽ được trang trí bằng cây xanh và cảnh quan đẹp mắt, tạo ra một môi trường thư giãn và thú vị cho khách hàng. Các khu vực công cộng như tập gym, hồ bơi, thư giãn, xem phim giải trí vân vân được bố trí trên cao nhằm tạo sự riêng tư và yên tĩnh nhưng vẫn đảm bảo được giao thông kết nối giữa các không gian một cách logic chặt chẽ. Phòng nghỉ các phòng nghỉ trong khách sạn sẽ được thiết kế với không gian rộng rãi, bài trí tinh tế và sử dụng các vật liệu cao cấp. Phòng nghỉ được trang bị đồ nội thất sang trọng như giường êm ái, bàn làm việc, kệ sách, TV màn hình phẳng, minibar và máy pha cà phê. Các phòng nghỉ cũng có thể có cửa sổ lớn hoặc ban công nhìn ra khu vườn xanh và cảnh quan đẹp. Các phòng vệ sinh tiện nghi sang trọng sử dụng các vật liệu ốp lát thiết bị vệ sinh cao cấp Noken nhập khẩu từ châu Âu do công ty Noken Việt Nam độc quyền phân phối. Các tiện nghi và dịch vụ của khách đa dạng như nhà hàng cao cấp, spa và trung tâm thể dục, hồ bơi, phòng hội nghị và tiệc cưới, dịch vụ đỗ xe và quầy lễ tân 24 trên 7. Các dịch vụ phòng cũng sẽ được cung cấp chuyên nghiệp và tận tâm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty kiến trúc nội thất võ hữu linh với phương châm tạo không gian, khơi nguồn sống, nâng tầm giá trị Việt luôn tự hào là đơn vị tư vấn hàng đầu cho các công trình khách sạn, Resort 5 sao, từng là đối tác thiết kế của các công ty uy tín hàng đầu ở Nhật.